ở tâm rông châu Á, Việt Nam hứng chịu khoảng 2 triệu cú sét đánh mỗi năm, khiến hàng chục người tử vong. Hoạt động chỉ trong thời gian rất ngắn, nhưng rông sét lại gieo rất nhiều nỗi đau. Chưa bao giờ người dân lại lo sợ hiện tượng này đến thế, khi chỉ trong tháng 6 năm 2016 ghi nhận được hơn 10 trường hợp thiệt mạng. Từ vùng núi ra đến vùng biển, từ nông thôn ra thành phố, bất cứ đâu cũng có thể trở thành nơi chết chóc. Biến đổi khí hậu, nắng nóng gay gắt hơn, khiến cho mây đối lưu hoạt động mạnh, gây ra rông sét nhiều hơn. Một tuần sau khi bị sét đánh trúng, ông Nguyễn Thế Hoàn ở xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng vẫn không tin là mình còn sống. Những vết sẹo vẫn chưa lành. Đôi chân lúc nào cũng đau nhức, khiến việc đi lại của ông rất khó khăn. Nhưng đó mới chỉ là nỗi đau thể xác bên ngoài. Tinh thần ông bây giờ lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, bất an trước rông sét. Từ hôm sét đánh hôm nay thì sau khi tôi đã tỉnh lại rồi thì người toàn bộ người tôi bị tê hết. Thì còn có mỗi con mồm thì nói được cơ mà không cử động, chân tay bất động, cái kiểu như lúc xe đánh thì bất động coi như. Có những người bảo tôi nói rồi sao ông không bò ra, mà tôi không người tôi không thể gì, tôi cảm người tôi khi lúc đấy tê mệt toàn phần thì mỗi cái mồm nói được thôi. Miền Bắc đang trong cao điểm mùa gặt, nhưng cũng là cao điểm mùa rông sét. Ai cũng cố gắng thu hoạch dù cho mây đen vần vũ trên bầu trời. Vậy nên mới có vụ tai nạn thương tâm diễn ra trên cánh đồng thôn Đồng Tiến vào ngày 16 tháng 6 năm 2016. Một người chết, bốn người bị thương nặng chỉ trong chốc lát, khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy ngỡ ngàng. Làm thì thấy mưa cái là rủ nhau gọi là lên đây, sau đây thì nó có một cái xe. Thì là chị em bảo nhau ở lên đây chưa, nói chú thì bảo nhau thì mới đầu thì có 5 người, về sau là lên ở nhau đây cho nó đỡ ướt át. Nói thật lúc đấy thì không biết ai nghĩ như thế nào, nhưng nguyên tôi là tôi ngã xuống thì tôi không nghe tiếng gì mà tôi không biết là người ta làm sao. Đến lúc tỉnh thì biết chỉ người là biết đau mới tê, là cứng như thực vật không biết cái gì. Chỉ gọi nó biết lúc đấy đầu thì biết là mình nói lên được thôi, chứ còn người thì là không biết cái gì cả. Lúc đấy còn đang mưa sấm chớp thì thật sự ra mà nói là tôi cũng cứ nhiều tôi chạy ra. Đấy, thì tôi có lại khai là bảo với mọi người là mà điện thoại có mà không sao không gọi người về mà để như thế này nhỉ. Đấy, thì tôi có mang bế ông Khoa, kết hợp bế ông Khoa lên trên này cứu. Còn ông Hoàn thì nằm ở dưới ruộng cùng với ông Khoa. Bà Dung thì nằm chỗ này. Ông Tuyên thì nằm ra kia. Đấy, thế thì theo quan điểm của tôi đấy, từ nay nếu như bà con có ra đồng đấy, thì mà thấy cơn mây đen nó kéo đến thì ta cũng nên lại khá là về nhà, chứ đừng ở ngoài đồng lâu quá như trường hợp như hôm qua cái sự việc đáng tiếc này xảy ra. Chọn vị trí cao giữa cánh đồng, lại tụm năm tụm bảy quanh chiếc xe cải tiến bằng sắt, vô tình tạo điều kiện cho sét đánh. Thiếu kiến thức phòng tránh, thiếu biện pháp cảnh báo khiến người dân lúc nào cũng nơm nớp lo sợ khi làm ngoài đồng mùa này. Thì ông ấy nằm ở ngoài một tí, còn nhà tôi thì ở trong một tí thì đè lên ông ấy nửa người. Thì rồi là trước cái mùa mưa bão và sấm sét có đánh chết người như thế thì bà con phải cảnh giác và phải nghiên cứu và học hỏi thêm về cái sức công phá của sét đối với của cả tài sản và đối với con người. Và cũng thông báo với nhân dân là phải tránh khi thấy cơn mưa dông bão tố là trước lúc đó phải di tán, không nên đi làm ngoài đồng để giảm bớt cái việc thiên tai của sét đánh. Và cũng thông báo cho nhân dân là nên tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về khoa học, về cái việc sét đánh làm ảnh hưởng đến tính mạng con người và tài sản. Theo ghi nhận, chỉ trong tháng 6 đã xảy ra nhiều vụ sét đánh gây hậu quả nghiêm trọng. 3 người tại Hà Nội mất mạng
sau các tai nạn liên quan đến sét. 4 người chết tại Quảng Ninh sau cơn dông sét, 5 người thương vong ở Đắk Nông, ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nhiều nông dân ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế hẳn chưa thể quên trận dông sét lớn vừa xảy ra trong đời. 9 người bỗng chốc trở thành nạn nhân của thiên tai khi đang ở đồng. Bà con cũng chủ quán thôi. Nên chứ trừ mà nếu như sau này mà trừ mà chạy ra dưới đi rồi thì sau này mà coi mà rửa thì bà con họ tránh lẽ thôi. Lần trước đây mấy ngày cũng có mưa mà giông, mà mưa rồi là tắn rồi. Chứ đây ngày qua là mưa, cần mưa chứ mua mà giông mà xét chứ này nữa. Những nạn nhân may mắn sống sót cũng vô cùng hoang mang khi nhớ về giây phút định mệnh ấy. Bắt đầu giông, mưa mà vô trộn trong ông bạc á. Chú có lấy cái cao ở dưới là cái tay cầm là bằng trái, còn ở dưới là bằng sắt mà chú trọng sạc đánh mà có 7 người cũng ngực, có 2-3 phút có tỉnh dậy. Nắng nóng càng nhiều, mây đối lưu hoạt động càng lớn thì dông sét càng mạnh. Không nhiều người may mắn sống sót khi bị sét đánh trúng. Bất kỳ sự chủ quan nào của con người trước thiên tai đều có thể phải trả giá bằng mạng sống. Sét là bản chất của nó là mang một cái dòng điện tích rất là lớn, khoảng vài chục kiloampe, thậm chí là có những cái cú sét có thể tới 200 dòng điện, tới 200 kiloampe. Thì những dòng điện sẽ do sét đánh thì có thể gây nên chết người ngay lập tức, đặc biệt là trong những trường hợp mà sét nó đánh thẳng trực tiếp vào người. Trong những trường hợp mà sét đánh ví dụ như là đánh xuống cây, sau đó một phần cái dòng sét nó có thể lan truyền hoặc là đánh vào cái người đứng bên cạnh, hoặc là sét có thể đánh ở một vị trí xong lan truyền trên mặt đất để gây nên cái điện thế bước, thì cũng ảnh hưởng đến cái gây ra thương tích cho con người. Dông là hiện tượng thời tiết kèm theo sấm, chớp xảy ra. Cơn dông được hình thành khi có khối không khí nóng ẩm chuyển động thẳng. Cơn dông có thể kéo dài từ 30 phút đến 12 giờ, trải rộng từ vài chục đến hàng trăm km và được ví như một nhà máy phát điện nhỏ, công suất hàng trăm megawatt. Điện thế có thể đạt 1 tỷ vôn và dòng điện từ 10 đến 200 kiloampe. Một tia sét thông thường có thể thắp sáng bóng đèn 100 W trong 3 tháng. Theo thống kê, trên trái đất của chúng ta, cứ mỗi giây có chừng 100 cú phóng điện xảy ra giữa các đám mây tích điện với mặt đất. Công suất của nó có thể đạt tới hàng tỷ kilowatt, làm nóng không khí tại vị trí phóng điện lên đến 28.000 độ C, tức là hơn 3 lần nhiệt độ bề mặt của mặt trời. Việt Nam nằm ở tâm dông châu Á, một trong 3 tâm dông trên thế giới. Mùa dông ở nước ta tương đối dài, bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 10. Số ngày dông trung bình khoảng 100 ngày một năm và có sự chênh lệch giữa các vùng biển. Có những nơi có số giờ dông nhỏ như Cam Ranh, Khánh Hòa là 55 giờ một năm. Bên cạnh đó lại có khu vực đặt số giờ dông tới 489 giờ một năm như A Lưới của tỉnh Thừa Thiên Huế. Sự chênh lệch này do nhiều yếu tố khác nhau gây ra, trong đó có yếu tố phân chia lãnh thổ bởi những dãy núi cao có hướng khác nhau làm tăng cường hoạt động dông ở vùng này và hạn chế hoạt động dông ở vùng khác. Những vùng hoạt động dông mạnh là những vùng có nhiễu động khí quyển mạnh mẽ và có địa hình thuận lợi cho việc hình thành các dòng thăng. Cái hiện tượng dông sét thực ra là một cái loại hình thiên tai diễn ra rất là bất ngờ khi mà có cái hiện tượng thời tiết, tức là điều kiện nắng nóng cộng với độ ẩm cũng như là cái điều kiện thuận lợi như là địa hình hoặc là những cái dòng thăng thì xảy ra cái hiện tượng cơn dông. Thì cơn dông có thể kéo dài khoảng vài tiếng, nhưng cũng có thể có những cái cơn dông hệ thống kéo dài tới khoảng 12 tiếng. Và trong cơn dông thì xảy ra
những cái cú sét đánh, và sét đánh thông thường là có những cú sét đánh thông thường là trước đầu tiên là đánh trong mây, tức là giữa các khối tích điện trong đám mây với nhau, và sau đó thì sẽ xảy ra cái sét đánh xuống đất. Thì ở Việt Nam theo thống kê của chúng tôi ấy, thì hàng năm có tới khoảng trung bình khoảng hơn 2 triệu cú sét đánh xuống đất hàng năm. Sét thường chỉ xảy ra trong các cơn dông, đặc biệt là những cơn dông đầu mùa mưa thường mang theo những trận sét nguy hiểm nhất. Lý do là vào thời điểm giao mùa thường xuất hiện hai luồng không khí nóng ẩm và lạnh. Điểm giao thoa giữa hai luồng không khí này chính là nơi xảy ra dông và cũng là địa điểm tập trung sét. Vì thế, những nơi xảy ra hiện tượng tập trung dông sét với mật độ cao trong một thời gian nhất định, thực chất là đang có sự hoạt động mạnh mẽ của hai luồng không khí nóng ẩm và lạnh. Thông thường dông, chúng ta lại nhớ rằng là dông ở đây chỗ này là hiện tượng phóng điện giữa hai đám mây, và đặc biệt trong trường hợp này tại các đám mây gọi là đám mây phủ tích. Bình thường chúng ta buổi chiều ta thấy là sấm sét ở mầm. Đấy, xong rồi là sau đó có thể có một trận mưa hoặc có không có một trận mưa. Có trận mưa ta gọi là mưa dông. Nhưng nếu không có trận mưa ta gọi là dông khan hoặc là dông nhiệt gì đấy đại loại đấy, thì tại dân gian người ta gọi là dông khan. Thế thì cái trường hợp này có thể có không có. Nhưng mà nếu là có bão thì thường kèm theo có dông. Bởi vì lúc ấy là cả cái, như tôi nói hôm nay là cả quá trình đối lưu nó có thể làm tăng cường các hệ thống mây dông lên, và sự phóng điện giữa hai đám mây có thể xảy ra. Việt Nam và nhiều quốc gia ở khu vực châu Á đang chuyển từ El Nino nóng sang La Nina lạnh, nên cũng dễ hình dung cho sự xáo trộn, tranh chấp nhiều của các khối khí gây ra hiện tượng dông sét gia tăng bất thường. Các cái đợt nắng nóng lên đến kỷ lục, mà nắng nóng nhiều hơn thì cái đối lưu nhiệt nó cũng sẽ mạnh hơn, và đối lưu nhiệt mạnh hơn thì các cơn dông nó cũng sẽ mạnh hơn, và chính các dông mạnh hơn nó sẽ có các cái dông tố lốc nhiều hơn. Làng Sơn Lộc, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh từ lâu được người dân biết đến với tên gọi làng trời đánh. Cái tên đau xót ấy bắt nguồn từ rất nhiều trường hợp trong làng bỗng dưng bị sét đánh chết. Và thế là câu chuyện về ngã ba Thiên Lôi, cánh đồng sét đánh luôn trở thành đề tài được bà con kể với nhau trong lúc làm đồng. Đã hơn 15 năm trôi qua, thế nhưng khi nói đến dông lốc hay sấm sét, ông Hoàng Văn Bình ở làng Sơn Lộc đều cảm thấy đau xót và ám ảnh. Một buổi chiều định mệnh, cơn dông kèm sấm sét đã giáng xuống, cướp đi sinh mạng của đứa con trai đầu lòng của ông và làm bị thương nhiều người trong làng. Vị trí của cháu sét đánh thì đi qua thì có một hàng bạch đan của cái nhà dân ở đó là cao. Thế đến đó thì tụ tập một các cháu đi trấu là khoảng chừng 6-7 đứa chứ đó. Khi nửa bạc đến thì có như 6-7 đứa chứ, nhưng mà cháu đi qua thì là có như đi ngồi trên xe đạp thì vướng sét, đồng thời thì có mấy đứa đó thì có một cháu là cùng người với xóm mà đó. Đi trấu là cùng bị sét mà lại vướng trong dòng nước, cho nên là sau khi vượt lên thì rồi lại hồi tỉnh lại. Con cháu của con của bác thì là ở trên khố, cho nên là rồi không cấp cứu nổi. Theo người dân nơi đây, khu vực này hầu như năm nào cũng có người chết và bị thương do sét đánh. Thống kê 15 năm qua, trong số gần 50 người bị sét đánh ở hai xã Sơn Lộc và Việt Xuyên, có đến gần 30 người thiệt mạng. Từ đó, cái tên làng trời đánh được người dân đặt tên như để cảnh báo đến toàn dân trong làng không được chủ quan trước mưa dông. Không chỉ trâu bò lợn gà, những vật dụng thường ngày của bà con như đài, tivi, nồi cơm điện cũng bị sét đánh hỏng như cơm bữa. Đấy, còn đường điện các thứ thì tivi các thứ là cháy hết. Về mùa này là trời mưa vào bên chiều về bên đô là khí nó không có sấm sét. Và cách đây khoảng chừng 7-8 năm đối với trước á, thì hầu như năm cũng có người bị sét đánh bị thương chết. Rồi có một số thì gia súc gia cầm nữa. Có một trâu mưa là sẹt chuột. Kể cả trong nhà có tù lành và có tivi là về trập cầu giáo. Sẹt chuột không giảm ra qua nhà. Như vừa rồi có cái trần, vừa rồi máy cũng thiệt hại người, nhưng mà
sẹt có những trụ sẹt thôi bị nặng đi, cho nên là như các bà các chú đi đề xuất với cấp trên là hỗ trợ có thì chống sẹt cho nhà anh. Có lẽ không làng quê nào lại có nhiều cột thu lôi như ở Sơn Lộc. Cả xã có gần 1.800 hộ, thì có đến 30% số hộ có hệ thống thu lôi vĩnh cửu. Ngoài ra, nóc đình, chợ làng hay trường mầm non, đầu đầu cũng có cột thu lôi. Tuy nhiên, trải qua thời gian, phần lớn đều đã xuống cấp, hoen gì, nên không chống xét được bao nhiêu. Anh em địa phương cũng đã bằng nhiều cách, trước mắt là tuyên truyền, sau đó đề xuất đề nghị với các cấp các ngành, và đến cuối năm 2003 thì được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh và giao cho Sở Khoa học Công nghiệp Môi trường về khảo sát, và sau đó thì tỉnh đã có hỗ trợ cái dự án làm cái hệ thống chống sét trên địa bàn. Mặc dù thì đã có nhưng mà so với cái mong muốn thì chưa đạt được bao nhiêu, vì mới làm được tập trung một số điểm trọng yếu thôi. Vì vậy rất mong muốn các cấp các ngành quan tâm tạo điều kiện, và theo tôi thì có thể là kiểm tra lại cái hệ thống này, bổ sung giúp với xã để làm thế nào đó mà giảm thiểu tối đa nhất về các cái thiệt hại do thiên tai nói chung và đặc biệt là giống sét nói riêng. Hàng năm vào khoảng thời gian lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm vất cờ mà lên thì người dân xã Sơn Lộc lại cuống cuồng tránh xét. Đối với vùng quê khác, đó có thể là dấu hiệu được mùa, nhưng với người dân nơi đây, đó là giai đoạn mưa dông hoạt động mạnh. Họ lại sống khổ dưới tầm búa của thiên lôi. Từ năm 2002, các nhà khoa học Viện Vật lý Địa cầu đã bắt đầu thu thập được các số liệu lịch sử liên quan đến dông sét ở Việt Nam, tạo cơ sở cho việc xây dựng bản đồ sét trên phạm vi toàn quốc. Đây là đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước. Dự án đã tổ chức mạng lưới đo sự phóng điện sét trên mặt đất qua 8 trạm đếm sét đặt tại Thái Nguyên, Bạc Liêu, Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Trị, Mộc Châu, Phú Thủy và Nghĩa Đô. Các số liệu này là cơ sở để thiết lập một bản đồ mật độ sét ở Việt Nam. Ngoài ra, các nhà khoa học còn kết hợp sử dụng dữ liệu vệ tinh do Cơ quan Vũ trụ Mỹ cung cấp và dữ liệu radar quan sát thời tiết tại Việt Nam để xử lý, phân tích, làm rõ cơ chế hoạt động dông sét trên toàn lãnh thổ. Nhóm nghiên cứu cho biết, kết quả của công trình bản đồ mật độ sét sẽ giúp đề xuất các giải pháp phòng chống sét cho nhiều loại đối tượng, như với các trạm biến áp, khu vực dân cư. Nếu khu vực có mật độ sét đánh cao, cần tăng cường các giải pháp đề phòng sét đánh. Đây là công việc rất cần thiết bởi mức độ gây thiệt hại của dông, sét gia tăng theo tốc độ công nghiệp hóa. Hiện tại, chỉ có thể dự báo từ 1 đến 2 giờ trước khi xảy ra sét. Với 8 trạm theo dõi và dự báo dông sét được lắp đặt trên địa bàn cả nước, khả năng dự đoán trong bán kính 200 km cho mỗi trạm. Hệ thống trạm quan trắc này có thể dự đoán về nguy cơ xảy ra dông sét tại bất kỳ địa phương nào trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đối với phòng tránh sét ngoài trời thì người dân phải tuân thủ đúng theo những nguyên tắc sau đây. Thứ nhất là không đứng gần các gốc, các cây cao, bởi vì thông thường sét sẽ chọn những cái vị trí cao hơn xung quanh, cụ thể là các cây rồi những cái cột như vậy để đánh vào, và người dân nếu đứng cạnh những cái cột cây cao đó thì sẽ thứ nhất là bị dòng sét nó đánh tạt ngang. Thứ hai là ở những cái khu vực ngoài cánh đồng thì thông thường là người là cái vị trí cao nhất, thì cái này cũng rất nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì sét nó sẽ đánh trực tiếp lên người, và 80%, 90% là khi mà sét đánh trực tiếp lên người thì gây ra tử vong. Cho nên là ở những cái vị trí mà đường không công quạnh như vậy thì nên là ngồi xuống và làm sao cho vị trí của mình thấp nhất. Tuy nhiên thì lại không được là đi vào những cái chỗ ví dụ như ẩm ướt, ví dụ như là trong ao hồ hoặc những cái nơi mà cái tránh sét mình không thể làm được. Ví dụ cái sét là nó có thể đánh trực tiếp xuống nước. Theo các nhà khoa học cũng như kinh nghiệm dân gian,
nếu đang ở ngoài trời, tuyệt đối không trú mưa dưới tán cây, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, máy móc, hàng rào sắt. Nên tìm chỗ khô ráo. Nếu ở khu vực có nhiều cây xung quanh, nên tìm chỗ thấp, tìm vị trí cây thấp để trú ẩn. Người ở vị trí càng thấp càng tốt, tay ôm cổ, phần tiếp xúc của người với mặt đất là ít nhất. Nhón chân, không được nằm xuống đất. Ngoài ra không đứng thành nhóm. Ngoài ra không đứng thành nhóm người gần nhau. Hiện nay thì Viện Vật lý Địa cầu cũng đang xây dựng cái chương trình cũng như là đề xuất để xây dựng cái năng lực nghiên cứu cũng như là phối hợp với một số cơ quan khác để tăng cường cái tiềm lực để mà có thể thực hiện được cái dự báo cảnh báo sét sớm. Ở đây là nói đến cái hệ thống là sẽ cảnh báo được sét sớm trước khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Thì khi mà có cái hệ thống như vậy thì những cái khu dân cư hoặc những cái khu vực làm đồng nếu lắp đặt những cái hệ thống như vậy thì có thể cảnh báo như là việc hú còi hoặc nhắn tin cho người dân vào điện thoại di động để mà báo trước cho người dân để người ta có thể đi từ cái khu vực mà ngoài trời đấy về cái vị trí an toàn. Ước tính mỗi năm, trên thế giới có khoảng 250.000 người bị sét đánh và hàng chục người trong số đó thiệt mạng. Những người sống sót cũng bị tổn thương sức khỏe nghiêm trọng. Ở Việt Nam, sét thường xuất hiện trong các cơn dông mùa hè và khiến rất nhiều người thiệt mạng. Nhưng dường như công tác phòng chống lại chưa được chú ý nhiều. Cơ quan khẩn cấp Liên bang Mỹ khuyến cáo người dân thực hiện nguyên tắc 30/30. Sau khi nhìn thấy tia sét, mọi người phải đi vào nhà ngay lập tức trong thời gian không quá 30 giây. Không đi ra ngoài trước 30 phút kể từ thời điểm tiếng sét kết thúc. Còn ở Việt Nam, việc cảnh báo dông sét mới chỉ ở mức chung chung. Việc phổ biến kiến thức thì còn hạn chế, khiến người dân vẫn nơm nớp nỗi lo mỗi khi ở ngoài trời. Hiện nay, nhiều người cho rằng công tác cảnh báo dông sét còn chậm trễ, khiến người dân không kịp trở tay. Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng trong nước, không thể cảnh báo sớm hơn được, vì đây là hiện tượng nhỏ hẹp xảy ra rất nhanh. Ở những vùng có dông, các yếu tố khí tượng thường thay đổi đột ngột như sự giảm nhiệt độ, tăng độ ẩm không khí, đột biến của khí áp, hướng và tốc độ gió. Địa hình cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát sinh và phát triển mây dông. Dông xảy ra nhiều vào chiều và tối. Đối với các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, dông, dông lốc, sét, Việt Nam cũng như thế giới chỉ có thể cảnh báo mà khó có thể đưa ra dự báo cụ thể, chi tiết. Thời gian cảnh báo trước thời điểm dông lốc, mưa đá xảy ra chỉ khoảng 30 phút đến 3 tiếng. Bên cạnh đó, cũng khó để dự báo về cường độ của dông lốc vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố môi trường tại nơi xảy ra như mật độ nhà cao tầng, tỷ lệ bê tông hóa. Ngay cả ở Mỹ, nước hay có hiện tượng lốc xoáy, mưa dông, thì cơ quan khí tượng cũng chỉ có thể dự báo rất chung chung và chủ yếu là cảnh báo. Như vậy là những cái cơn mưa dông ấy, thì chúng ta thấy là chỉ có đưa ra được các cái cảnh báo trước khoảng từ 30 phút cho đến 3 tiếng, tùy theo từng loại hình, thời tiết từng loại hình khác nhau. Còn trong cái mưa dông mà có những cái lốc, thậm chí là những cái lốc xoáy ấy, thì có lẽ là gần như là không dự báo được. Trong trường hợp chúng ta phải có một hệ thống quan trắc theo dõi thường xuyên và lúc ấy thì có thể chỉ dự báo cảnh báo được đến cỡ phút, tức là từ 7 phút đến 14 phút như ở nước Mỹ đưa ra các cảnh báo đối với vòi rồng và Việt Nam có lẽ cũng chỉ từ 30 cho đến 1 tiếng. Hơn nữa, hiện tượng thời tiết này xảy ra chỉ có tính chất thời điểm nên rất khó dự báo trước. Nếu muốn dự báo, phải có sự theo dõi liên tục và có hệ thống radar hoạt động thường xuyên ở ngay tại vùng đó thì mới có thể phát hiện được. Hiện nay mới có 7 trạm với tổng cộng 8 radar hoạt động trên phạm vi cả nước.
Với phân bố và diện tích quét như hiện nay, thì còn rất nhiều khu vực đang nằm ngoài vùng có thể dự báo. Đó là chưa kể, nhiều thiết bị đã quá lạc hậu như tại Phủ Liễn, Vinh và Việt Trì. Những radar hoạt động không dưới 10 năm và hiện nay trên thế giới đã ngừng sản xuất, cung cấp thiết bị thay thế, sửa chữa. Sự thừa thớt lạc hậu khiến ngành khí tượng trong nước khó có thể dự báo được hiện tượng này. Hải Phòng và Việt Trì, hai cái radar này có thể nói là rất là lâu, 15 năm nay rồi. Trình độ kỹ thuật của những radar này là rất lạc hậu. Và hiện nay do cái điều kiện kinh tế chúng ta chưa cho phép, hai cái radar này là đã đang phục vụ nhưng hiệu quả còn hạn chế. Tuy nhiên ở Hà Nội thì chúng tôi đã có cái quy hoạch là từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 thì cần phải có một cái radar để phục vụ cho chính Hà Nội. Có như thế, có một cái radar tại khu vực Hà Nội thì mới có thể dự báo phục vụ cho chính Hà Nội. Đây là một cái thủ đô rất lớn, phát triển kinh tế cũng như xây dựng, cũng như phát triển nông nghiệp, nông thôn, cũng như phát triển về đô thị hóa. Phải có một radar này mới phục vụ được. Thì hiện nay chúng ta đang còn nằm trong quy hoạch. Nếu để đáp ứng được thì chắc chắn phải có quy hoạch, phải có một cái radar tại Hà Nội để phục vụ cho cái dự báo điểm thì mới đạt yêu cầu. Với tất cả những thành phố lớn trên thế giới hiện nay, cảnh báo tức thời rất quan trọng vì có rất nhiều hoạt động kinh tế xã hội cần những thông tin tức thời đó, thậm chí như Nhật Bản là 10 phút một lần. Hiện chỉ có Hà Nội đang áp dụng việc cảnh báo nhanh mưa dông, tuy nhiên thời gian cảnh báo cũng chỉ được trước một tiếng. Theo quy hoạch đến năm 2020, Việt Nam sẽ có 15 trạm radar thời tiết với 11 radar được mua mới. Đây là cơ sở thuận lợi để phát triển hệ thống dự báo cực ngắn ở Việt Nam. Khi đó, độ chính xác của dự báo thời tiết sẽ được nâng lên đáng kể. Các cái thông tin phải trên cơ sở toàn bộ những cái thiết bị đảm bảo hiện đại, chính xác và đủ độ tin cậy. Có như vậy thì phải cung cấp đầy đủ các cái thiết bị khí tượng thủy văn cho nó tốt. Cái thứ hai là hạ tầng cơ sở về công nghệ thông tin phải tương đối kịp thời, chính xác. Cái thứ ba là các phương tiện thông tin đại chúng của toàn bộ thành phố cũng như toàn cả nước là phải kịp thời. Và cái thứ tư là cái nhận biết của nhân dân trong cái tình hình thông tin khí tượng thủy văn cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, để kết hợp bốn thông tin này để giải quyết vấn đề phòng tránh thiên tai hiệu quả nhất. Để làm được cái việc ấy thì đòi hỏi rất nhiều cái công đoạn, trong đó có cái công đoạn mà phải thiết lập nên một hệ thống quan trắc thật là dày đặc. Sau đó cái hệ thống quan trắc này lại phải được đồng hóa trong một cái mô hình dự báo thời tiết phân giải cao. Để làm được cái việc đấy thì có lẽ là Việt Nam chúng ta trong một cái thời gian ngắn là chưa làm được. Tương lai có lẽ là cũng phải 5-10 năm nữa khi chúng ta có siêu máy tính, có tất cả những cái mạng lưới quan trắc dày đặc. Bởi vì chúng ta đều biết là tất cả cái hiện tượng xảy ra trên thiên nhiên bao giờ nó cũng có cái quá trình của nó. Từ lúc hình thành, phát triển, tan rã thì chúng ta phải phát hiện ít nhất cái lúc nó hình thành thì mới đưa ra các cái dự báo được. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều vùng trên cả nước liên tục phải đối mặt với những hiện tượng thời tiết cực đoan. Sau những ngày nắng nóng kỷ lục, lại là những trận mưa dông sét mạnh bất thường. Dường như có một mối quan hệ nào đó giữa những hiện tượng này, khi nhiệt độ càng cao thì càng tạo mây đối lưu phát triển. Từ đó các trận cuồng phong, dông sét dễ hình thành hơn. Và giờ, thiên lôi đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi mưa gió. Vẫn biết rằng sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng người dân có lý do để mà lo lắng trước những diễn biến ngày càng bất thường của tự nhiên.